đất trừng phương nam chưa bao giờ phim việt lại nóng như vậy tranh cãi trang phục phim việt xưa biết rồi sao vẫn cứ sai ở đất trừng phương nam phần gây tranh cãi lớn nhất nằm ở trang phục của trấn thành trong mv bài ca đất phương nam cũng chính là nhạc phim đất trừng phương nam theo đó trang phục của trấn thành trong mv gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội trong các bình luận khán giả và cả giới chuyên môn cho rằng trang phục của nhân vật trong vai bác ba phi không thuần việt không phải là trang phục của người dân nam bộ với chiếc áo bà ba vốn là biểu tượng văn hóa hàng trăm năm qua không chỉ vậy, đông đảo khán giả nhận định trang phục của các diễn viên trong phim đa số là của người Trung Quốc, chi tiết dễ nhận thấy ở chiếc cúc áo, bởi cúc áo của người Việt sẽ nhỏ gọn hơn chứ không lớn như trên áo của các nhân vật trong phim. Theo một khán giả, điện ảnh có quyền phá cách nhưng văn hóa mang tính biểu trưng, biểu tượng, là hồn cốt của dân tộc thì phải được bảo vệ và bảo tồn. Trong đất rừng phương Nam, MV nhạc phim cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả với đủ ý kiến khen, chê. Riêng vị trí xuất hiện khá nổi trội của Trấn Thành, vài bác Ba Phi, mặc áo dài trong tạo hình và nhân vật đã gây tranh cãi trong hình ảnh mv với bộ trang phục không giống ai đã khiến nhiều khán giả thất vọng bày tỏ sự khó chịu cùng với đó cách mà một số nhân vật trong mv choàng chiếc khăn rằng một bên vai cũng bị cho là không thuần việt không truyền tải được nét văn hóa đặc trưng của con người vùng đất nam bộ bối cảnh của phim bởi người việt ở nam bộ thường quàng khăn qua cổ đeo trên trán buộc ngang thắt lưng chứ không choàng một bên vai như vậy